chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 22 tháng 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tập trung tiêu úng sau khi mưa lớn diện rộng tiếp tục diễn ra trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Vùng trọng điểm hoa cây cảnh xã Phụng Công, huyện Văn Giang nỗ lực khắc phục hậu quả bão lũ. Những tấm gương quả cảm vượt khó khăn nguy hiểm trong làn lũ dữ. Tỉnh Hưng Yên ban hành quy định chi tiết về thi hành luật đất đai mới năm 2024. Cần nâng cao chất lượng cung cấp nước sinh hoạt tại phường Phan Đình Phùng, thị xã Mỹ Hào. Thưa quý vị và các bạn, khi ảnh hưởng của bão số 3 gây ngập úng trong nội đồng đã cơ bản được khắc phục, thì từ đêm qua và ngày hôm nay, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên lại có mưa lớn diện rộng, nhiều diện tích lúa cây ăn quả lại bị ngập úng cục bộ. Các trạm bơm và người dân tiếp tục phải triển khai biện pháp chống úng. Gia đình ông Hoàn có 4 sào vải trứng. Ảnh hưởng của bão số 3 khiến tất cả các diện tích trồng vải bị ngập sâu. Ông phải khoanh vùng, dùng 2 máy bơm để tiêu nước. Khi việc tiêu úng cho vải trứng đã cơ bản, thì trận mưa lớn trên 100mm ở huyện Phù Cử đêm 21 ngày 22 làm các diện tích vải trứng ngập úng trở lại. Đợt trước tôi bơm 2 máy và chạy liên tục mấy ngày rồi mới cạn được, thế mới dừng được khoảng chiều hôm qua. Thì bắt đầu là đêm lại mưa, thế lại bơm tiếp từ đêm qua rồi. Nếu không bơm thì tràn nó ngập hết. Cái vải này mà để lâu thì rất nguy hiểm, chết ngay. Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Phù Cử đã huy động 17 trạm bơm để tiêu úng cho lúa, cây ăn quả do ảnh hưởng của mưa lớn. Thời gian qua, các trạm bơm Ba Đông, Minh Tân đã liên tục hoạt động. Trong đó, trạm bơm Ba Đông 2 đã phải cơi nới bể xả để tiêu nước ra hệ thống Bắc Hưng Hải. Những ngày qua, huyện Tiên Lữ tiêu thoát nước cho trên 3.000 hecta lúa bị úng. Tuy vậy, với lượng mưa trên 120mm này đã làm nhiều diện tích lúa bị ngập trở lại. Toàn huyện huy động 6 trạm bơm, trong đó có các trạm bơm lớn như Mai Xá, Triều Dương vào hoạt động. Chúng tôi đã gặt tháo ở trong đồng, đã là cơ bản bà con có những chỗ đã máy gặt đã xuống gặt được rồi. Nhưng mà vì trận mưa tối hôm qua và sáng nay nó mưa to quá, chúng tôi lại tiếp tục gặt tháo với chạy với 100% cơ số máy để gặt tháo. Thành phố Hưng Yên có lượng mưa lớn nhất với trên 130mm, làm cho nhiều tuyến phố bị ngập, gây ảnh hưởng cho người và phương tiện tham gia giao thông. Ngay từ sáng sớm, các trạm bơm Bảo Khê, An Vũ, Cửa Gàn, Tân Hưng, Hồng Nam đã vận hành. Tuy vậy, do lượng mưa lớn, hệ thống hố ga, cống thoát bị lá cây, rác gây ách tắc nên việc tiêu thoát nước gặp khó khăn. Nước mưa nó trong thành phố nó ra rất nhiều. Bây hiện tại giờ chúng tôi là đang ở mức nước là phía trong bể là 2,5 m. Chúng tôi đang hoạt động là hết công suất là 8 tổ máy. Hiện toàn tỉnh Hưng Yên có trên 60 trạm bơm đang hoạt động để tiêu úng. Cùng với mưa lớn, 12 giờ trưa ngày 22 tháng 9, Thủy điện Hòa Bình đã mở cửa xả đáy. Vì vậy, các cấp chính quyền, người dân, tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông cần tiếp tục chủ động các biện pháp phòng tránh nước dâng, bảo đảm an toàn về người, tài sản. Tại huyện Văn Giang, đợt bão lũ vừa qua gây ngập úng nghiêm trọng tại nhiều khu vực, trong đó có xã Phụng Công, địa phương có diện tích lớn trồng hoa và cây cảnh. Ngập lụt đã tác động nặng nề đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là vụ hoa Tết, nguồn thu nhập quan trọng của người nông dân nơi đây. Sau khi nước rút, toàn bộ diện tích hoa, cây cảnh ngoài bãi tại xã Phụng Công trở nên hoang tàn. Bão lũ đã lấy đi bao công sức và tiền của người dân nơi đây. Với trên một mẫu đất, hàng vạn cây hoa, cây cảnh đang trong độ tuổi phục vụ thị trường Tết. Trận lũ vừa qua đã cướp trắng của gia đình chị Hằng ở thôn Ngò gần 700 triệu đồng. Đê mà nó bị tràn đấy, nó thiệt hại cho người dân rất là nhiều. Có những nhà hàng mấy tỷ đồng ấy, mà đến sắp đến ngày thu rồi, dân nhìn chung là cũng xót xa. Nước rút thì gia đình cũng tập trung vào để dọn dẹp rồi xem nhà nước có hỗ trợ được tí nào thì là cho người dân em là có cái cây cái cối thì để trồng để mà tái lại cái sản xuất. Mặc dù chịu thiệt hại nặng nề, nhưng những ngày qua, gia đình chị Hạnh ở thôn Đại vẫn miệt mài, nỗ lực dọn dẹp đồng ruộng, chăm sóc cho số lượng cây còn lại để tái sản xuất. Là hộ trồng chủ yếu cây có giá trị cao như hải đường, mộc hương, mộc lan, trận bão vừa qua, mặc dù gia đình di chuyển được gần 20% số lượng cây khỏi ngập úng, nhưng ước thiệt hại của gia đình cũng gần 1 tỷ đồng. Thế còn hiện bây giờ gia đình nhà chị là chỉ chạy được có một ít này, nên trên cao này còn bây giờ là đương cắt tỉa và làm hết các ạ. Nhưng nói chung là phải thiệt hại 80%. Các cấp chính quyền nên hỗ trợ cho các bà con là người ta
một tí kinh phí để người ta xây dựng lại. Ví dụ là có những nhà người ta mất trắng. Nói chung dân ở đây thì cứ bình quân ở mỗi nhà ít nhất là tầm 500 triệu. Dân bỏ vốn ra từ đầu năm đến giờ, bọn anh bỏ vốn nhân công, thuê ruộng, đất cát, thuốc, phân các thứ nào cũng rơi khoảng 200-300 rồi. Toàn huyện Văn Giang có gần 700 hectare hoa, cây cảnh bị ngập úng, ước thiệt hại gần 1,1 nghìn tỷ đồng. Trong đó, xã Phụng Công thiệt hại trên 170 hectare. Mặc dù thiệt hại chưa thể tính toán hết, nhưng những nỗ lực khôi phục của người dân là điều đáng ghi nhận. Để giúp bà con khôi phục sản xuất và đảm bảo cho vụ hoa Tết sắp tới, mang lại sự ổn định và thịnh vượng cho làng hoa Phụng Công, rất cần sự hỗ trợ sớm từ các cấp chính quyền. Dù có vị trí gần sông và hệ thống kênh mương thủy lợi, nhưng do chủ động phòng chống và ứng phó nên trong đợt mưa lũ vừa qua, diện tích nuôi cá của hợp tác xã thủy sản Hạ Lễ, huyện Ân Thi cơ bản không bị thiệt hại. Hợp tác xã có diện tích khoảng 30 hectare đang nuôi 150 tấn cá thương phẩm và cá giống, chuẩn bị cho thu hoạch. Trong đợt bão lũ vừa qua, hợp tác xã đã chủ động theo dõi dự báo thời tiết, xác định khu vực ảnh hưởng để chủ động phòng tránh. Trước khi bão ảnh hưởng vào đất liền, hợp tác xã chủ động khoan nước tại các hồ nuôi, kiểm tra gia cố bờ ao, căng lưới tại những đoạn trũng thấp, tránh tình trạng thủy sản thất thoát khỏi ao nuôi. Xác định nước mưa, nước lũ nếu tràn vào ao nuôi sẽ thay đổi chất lượng nước, dễ khiến thủy sản nhiễm bệnh. Hợp tác xã chuẩn bị đầy đủ thuốc, chế phẩm, vitamin, khoáng, vi chất, men tiêu hóa để bổ sung kịp thời. Đã dùng những thuốc hạ pH nước trong ao nuôi, liên tục đánh ven vi sinh trong những ngày mưa bão để nâng môi trường nước tốt nhất cho con cá. Siêu bão Yagi cùng đợt mưa lũ chưa từng có gần 30 năm qua chắc hẳn sẽ khó phai nhòa trong ký ức của chúng ta. Và trong những thời điểm thách thức khả năng của con người thì vẫn luôn xuất hiện những cá nhân có sự quả cảm vượt lên trên bão lũ thiên tai để góp phần bảo vệ cộng đồng. Những câu chuyện chúng tôi kể về một số nhân vật dưới đây là những con người hết sức bình dị, nhưng những việc làm không quản gian khổ, thậm chí nguy hiểm của họ thật đáng trân quý. Người ta gọi ông Chay là dị nhân, năm nay tròn 70 tuổi. Nhưng trong ngày 11 tháng 9, ngày lũ sông Hồng cuồn cuộn tràn về, vượt báo động 3, một mình ông lặn xuống độ sâu tới hơn 4 mét trong suốt 3 tiếng rưỡi mà không có thiết bị hỗ trợ để hoành triệt cống hai cửa trên tuyến đê bối dài 6,4 km của xã Hùng Cường. Không biết chữ, nhưng với hơn 40 năm kinh nghiệm sông nước, ông Chay biết rõ phải dùng rơm, nhất là thứ rơm cũ đang hoai, thứ vốn không có sẵn ở vùng bãi này, thì mới ngăn được nước lũ sông Hồng ào ạt suối qua khe cánh phai bằng bê tông. Nhờ thế, việc bơm nước từ trong ra ngoài mới có hiệu quả, tránh cho cả 4 khu dân cư trong bối của xã Hùng Cường không bị ngập sâu. Phải có cây tre trên cắm xuống, trên có người giữ, và có cái thừng phải buộc. Thế còn rơm này phải bó vào mấy đất này, mình theo xuống đặt xuống dưới và nhét vào hai cái khe này, nhét đến đâu rồi nó mút chặt thế này. Nếu như cái rơm này mà càng ướt càng mục thì càng nhét nó càng ăn, nó khô quá nó không có độ mút mấy. Vì cái cống này tôi làm hơn 40 năm rồi, tôi kinh nghiệm rồi, nó không có cánh ngoài, cái độ nó dốc quá như thế này, ngoài đất đổ bao nhiêu trôi ra ngoài hết, nó không có độ mít vào. Nếu mà ông Chay mà không kịp thời ủng hộ mấy địa phương mà không đưa ra được một cái giải pháp thì chắc chắn là nước ở ngoài sẽ chảy vào và trong là tương đối nhiều. Để mà thực hiện được như ông Chay thì ở xã đến bây giờ thì hiếm có một người như ông Chay mà. Còn đây là vật cản lớn được gỡ ra khỏi guồng máy bơm ở độ sâu hơn 3 mét tại trạm bơm Trà Phương 3 ở huyện Ân Thi ngày 9 tháng 9 vừa qua. Dù trong lúc mưa to gió lớn, nước chảy xiết, nhưng ông Cường đã dũng cảm lặn xuống để gỡ vật cản lên, giúp cho máy bơm hoạt động bình thường. Trong khi đi kiểm tra việc bơm tiêu úng sau bão số 3, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam đã biểu dương và khen thưởng cho người công nhân cơ điện có hành động quả cảm này. Biết là nó nguy hiểm, nhưng mà để bảo vệ cái máy móc tài sản của nhà nước, trên tôi cũng phải gọi là cố gắng, mình làm hết khả năng của mình. Trong đợt kiên cường chống lũ dữ tại Hưng Yên vừa qua, còn không ít hình ảnh người dân, cán bộ, chiến sĩ dầm mình trong mưa lũ, không quản đói rét, gian khổ, hiểm nguy để kịp thời hộ đê, giúp di chuyển người, tài sản đến nơi an toàn. Những hoàn cảnh khắc nghiệt, thử thách giới hạn của con người, nhưng cũng thể hiện sức mạnh của hai chữ đồng bào, cùng chung sức giúp nhau vượt qua mọi khó khăn, nguy hiểm. Sáng 22 tháng 9, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động tiếp nhận 5 tấn gạo hỗ trợ và phân phát tới 200 hộ dân bị thiệt hại nhiều bởi cơn bão số 3 và đợt mưa lũ sau bão. Số gạo do bà Ngô Thị Lân, người con quê hương ủng hộ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phạm Ngũ Lão tổ chức tiếp nhận và phối hợp với 4 thôn là Tiên Quán, Cốc Khê, Cốc Ngang, Phú Cốc
phân phát gạo cho bà con nhân dân nhằm san sẻ phần nào những khó khăn của các gia đình chịu thiệt hại của bão lũ. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ đại hội Đảng các cấp và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, cùng với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Theo kế hoạch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp tiếp công dân, đối thoại, chỉ đạo giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp, giải quyết vụ việc ngay từ khi mới phát sinh từ cơ sở, nhất là các vụ việc liên quan đến nhân sự, đại hội Đảng và bầu cử. Đồng thời chủ động, kịp thời phối hợp với các cơ quan tiếp công dân của tỉnh và trung ương trong việc tiếp, tuyên truyền, vận động và tổ chức đưa công dân trở về địa phương. Thanh tra tỉnh chủ động nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, thường xuyên tổng hợp, báo cáo và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý kịp thời các vụ việc. Ban tiếp công dân tỉnh chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ và tổ chức tiếp công dân định kỳ, đột xuất của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. Công an tỉnh chủ động nắm bắt tình hình khiếu kiện đông người phức tạp, xây dựng kế hoạch và phương án xử lý kịp thời. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có quyết định số 27 ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2024 và Nghị định số 102 năm 2024 của Chính phủ. Theo đó, quy định hướng dẫn cụ thể về việc xác định giấy tờ về quyền sử dụng đất, hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp, quy định diện tích để xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp, điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất. Luật Đất đai năm 2024 có nhiều điểm mới như bãi bỏ khung giá đất, bảng giá đất được xây dựng hàng năm do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cung cấp quyết định để công bố áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Đáng chú ý, đất được giao không đúng thẩm quyền cho hộ gia đình cá nhân từ ngày 1 tháng 7 năm 2014 đến trước ngày Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, đáp ứng một số điều theo khoản 4 điều 140 luật này thì được xem xét cấp sổ đỏ. Luật Đất đai năm 2024 cũng sửa đổi cách xác định thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản, bổ sung quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất đai, công bố công khai tất cả các loại quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hoàn thành bố trí tái định cư trước khi thu hồi đất. Với tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm, người dân thôn Đào Quạt, xã Bái Tự, huyện Ân Thi đã tích cực hiến đất, tháo dỡ các công trình để làm đường giao thông, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Đường Chín Cua là cái tên trước đây người dân thôn Đào Quạt đặt cho tuyến đường này. Chiều dài chưa đến 1 km nhưng có đến 9 khúc cua khúc khuỷu. Đường hẹp, có nhiều đoạn cua gấp, khó quan sát nên dễ xảy ra va chạm giao thông. Sắp tới có lẽ cái tên này sẽ được thay đổi khi người dân đồng thuận hiến đất, tháo dỡ công trình phụ, tường bao, chặt bỏ cây cối để làm đường thẳng hơn, rộng hơn. Con đường mới rộng tối thiểu 3,5 m, có cống thoát nước, các khúc cua được mở rộng, tầm nhìn lớn hơn. Tất cả mọi người dân đều đồng tình, tất cả từ trên xuống dưới bảo nhau hỗ trợ. Nhà tôi sẵn sàng phá đầu tiên, phá hết cả công trình phụ, được cây cối, hết cả cái dãy nhãn này chặt hết. Được như thế này là rất hạnh phúc, mọi người dân sung sướng. Từ năm 2023 đến nay, người dân thôn Đào Quạt đã hiến đất thổ cư, phá dỡ nhiều công trình để mở rộng 3 tuyến đường giao thông. Không có số liệu cụ thể vì người dân trong thôn cho rằng không cần so bì thiệt hơn về giá trị kinh tế nên không tiến hành thống kê. Đoạn đường nào hẹp thì hiến nhiều, nhà nào có công trình kiên cố thì gia đình phía đối diện hiến nhiều hơn để đảm bảo chiều rộng của đường. Quan trọng là đường được mở mang, kéo theo kinh tế xã hội phát triển, người dân đi lại thuận tiện hơn và tình làng nghĩa xóm được tăng cường. Các ông bảo hiến vào 90 phân, như đây thực ra mà nói tôi hiến vào 2 m. Khu nhà tắm kia và cái bếp của nhà tôi kia, công trình phụ kia là tôi hiến tất. Nếu bên này người ta làm kiên cố thì tôi sẵn sàng để hy sinh cho bên kia. Mình chỉ hy sinh một ít thôi, nhưng nó được lợi lộc mãi mãi sau này. Cán bộ phải gương mẫu đã, sau đó là kiên trì thuyết phục, vận động bà con. Thời gian đầu là cũng lâu đấy, chúng tôi kiên trì 3-4 tháng trời. Xóm này làm được thì xóm khác người ta cũng phấn đấu, người ta nói theo. Nên đến bây giờ thì thành phong trào rồi. Cả thôn là rất là chấp hành, là bà con rất là mong là được đầu tư về, bà con sẵn sàng hiến đất làm được. Với sự chung sức đồng lòng, diện mạo thôn Đào Quạt những năm gần đây có sự thay da đổi thịt. Đào Quạt đang là thôn điển hình trong phong trào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu tại xã Bãi Sậy. Qua các kỳ bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, tỉnh Hưng Yên chọn được 49 sản phẩm, bộ sản phẩm của 37 cơ sở đơn vị trên địa bàn tỉnh.
Trong đó, năm 2024 này có 4 đơn vị được bình chọn công nhận thêm các nhóm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là đồ gỗ mỹ nghệ, giò chả, long nhãn ôm sen và chuối sấy. Các nhóm sản phẩm tiêu biểu của tỉnh gồm thủ công mỹ nghệ, gỗ mỹ nghệ, mây tre, đúc đồng, thêu đan, chế biến nông lâm thủy sản và đồ uống, dệt may, giày dép và các sản phẩm khác. Từ các sản phẩm tiêu biểu này, tỉnh Hưng Yên lựa chọn cử đại diện dự các kỳ bình chọn cấp khu vực, cấp quốc gia. Kết quả có 15 bộ sản phẩm của 13 đơn vị đạt giải cấp khu vực và 8 bộ sản phẩm đạt giải cấp quốc gia. Các sản phẩm được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và trong thời hạn của giấy chứng nhận, cơ sở công nghiệp nông thôn được hưởng các quyền lợi như được phép in hoặc dán nhãn logo của chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên sản phẩm hoặc bao bì của sản phẩm được công nhận. Các ngành chức năng tại Hưng Yên ưu tiên sách hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương để phát triển sản phẩm. Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là nhằm phát hiện kịp thời và tôn vinh các cái sản phẩm có cái giá trị sử dụng cao, có cái khả năng mở rộng phát triển sản xuất, đáp ứng được cái thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước, để qua đó có các cái kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển cái công nghiệp, đặc biệt là cái công nghiệp tại khu vực nông thôn. Thì đối với cái chính sách của bộ cũng như của tỉnh ấy, thì đối với những cái sản phẩm mà được công nhận thì sẽ được ưu tiên. Một là cái việc hỗ trợ kinh phí từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương để hỗ trợ các cái đơn vị là mở rộng sản xuất, đổi mới nâng cao máy móc thiết bị, đổi mới mẫu mã bao bì để ngày càng phát triển hơn nữa. Cái thứ hai là đối với những sản phẩm mà được chứng nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh thì được quyền dán cái tem nhãn của bộ lên các cái sản phẩm và bao bì sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, đã hơn 2 tháng nay không có nước sạch, hoặc nếu có thì cũng rất yếu và không đều. Đây là thực trạng đang diễn ra tại phường Phan Đình Phùng, thị xã Mỹ Hào. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Ngay cả những ngày bão lũ vừa qua, gần 100 hộ dân nằm trên trục đường Nguyễn Thiện Thuật thuộc tổ dân phố Phúc Xá cũng không được sử dụng nước sạch. Để có nước sinh hoạt hàng ngày, 100% hộ phải khôi phục thậm chí là khoan giếng mới. Hệ thống ống dẫn nước máy này đã không còn tác dụng. Nước sạch ở đây mất tầm 2 tháng này. Có nhà thì phải khoan lại, có nhà phải xử lý lại, chứ lại giếng thì mới có nước. Ông Đỗ Khắc Lộc là một trong những hộ sử dụng nước từ ngày đầu tiên khoảng 5 năm. Nhưng nay phải khoan giếng mới, mua máy bơm, xây bể lọc, bể chứa, tốn kém mất cả chục triệu đồng. Nhưng quan trọng hơn là không biết chất lượng nước ngầm thế nào. Nước nó màu nước hến và vàng thế này. Bây giờ ăn uống trực tiếp vào nước này thì chúng tôi cũng không biết là trong này nó có những cái gì kim loại nặng hoặc có những cái sắt hoặc có những cái yếu tố nhiễm khuẩn. Chúng tôi bắt buộc vẫn phải dùng vì không có cái nguồn nào nữa. Bởi phấn đấu đến chất lượng cuộc sống nên cái vệ sinh an toàn này là chúng tôi không yên tâm. Nên đề nghị là công ty cung cấp nước khắc phục xử lý là chúng tôi có nguồn nước cung cấp để bảo đảm sinh hoạt. Tại tổ dân phố Kim Huy, trong thời gian gần đây, nhiều hộ đã phải khoan giếng vừa để sử dụng song trùng hai loại do nước sạch không cung cấp ổn định. Mà về cái cung cấp nước là nhiều khi là nó yếu quá. Và từ khi nắp nước sạch này là hầu như là bỏ hết nước giếng. Cái gì nó cũng có sự cố nhưng mà đừng để sự cố dài quá, để ảnh hưởng đến việc sinh hoạt của bà con. Đây có lẽ là lý do khiến cho người dân ở phường Phan Đình Phùng thờ ơ với nước sạch. Đến nay, phường này mới có trên 500 trong tổng số trên 2.700 hộ sử dụng, tỷ lệ gần 20%. Được biết công ty nước sạch Ngọc Tuấn đóng trên địa bàn huyện Kim Động là đơn vị cung cấp nước sạch cho địa phương này. Đặt vấn đề rất nhiều nhưng cũng không khắc phục được. Chúng tôi cũng mong muốn là công ty nước sạch cố gắng khắc phục. Nếu không đảm bảo cho bà con thì lên đề xuất có cái hướng mà chuyển đổi cho các đơn vị khác để phục vụ nước đảm bảo sinh hoạt cho bà con ổn định. Nước sạch là một nhu cầu thiết yếu không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân. Vì thế rất cần sự ổn định cũng như nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng từ phía đơn vị cung cấp. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.